Với chủ đề phục hồi kinh tế định hình tương lai, Ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam AI for VN năm 2022 đã chính thức được khai mạc vào chiều nay tại Hà Nội. Chuỗi hội thảo ngay trong ngày xoay quanh 3 chủ đề chính bao gồm giải pháp AI trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, nguồn nhân lực, tự động hóa trong sản xuất. Phiên toàn thể diễn ra vào ngày mai sẽ bàn thảo một số nội dung nổi bật như phát triển hệ sinh thái để AI ứng dụng và nâng cao chất lượng cuộc sống, giải pháp để giúp doanh nghiệp bứt phá bằng công nghệ AI. Sau 4 năm, ngày hội đã trở thành một sự kiện khoa học tin cậy, thu hút sự quan tâm của đông đảo các cơ quan ban hành chính sách, quản lý, tập đoàn công nghệ, đơn vị nghiên cứu cùng chung tay thúc đẩy sự phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam. Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, báo VN Express tổ chức với sự phối hợp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Câu lạc bộ các khoa viện trường công nghệ thông tin, truyền thông FISU.